Xin chào và cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Yến Đàn Trader Việt, và mình là Tùng Anh. Trong cái clip của tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái phần phân tích cơ bản ha, và cụ thể ở đây là chúng ta sẽ nói về cái cách thức, cái quy trình mà chúng ta áp dụng vào phân tích là top down, tức là từ trên xuống dưới, hay là bottom up, từ dưới lên trên, dựa trên những cái yếu tố mà ảnh hưởng lên cái thị trường mà chúng ta giao dịch đó. Cái nội dung của clip này thì mình xin điểm qua ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái kiểu phân tích top down và bottom up là gì ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ phân tích xem là cái kiểu phân tích nào nó mới là tối ưu, và cuối cùng là một số cái điểm kết luận lưu ý mà chúng ta cần phải nắm. Rồi, trước tiên đi vào cái kiểu phân tích top up, top down hay là bottom up á, thì mình cũng nói sơ lược về cái phân tích cơ bản ha, mình định nghĩa nó sơ lược cho chúng ta. Thì phân tích cơ bản chính là cái việc mà chúng ta xem xét những cái yếu tố tác động lên thị trường để dự đoán cái hướng đi của giá, hiểu ngắn gọn là như vậy. Thì trong cái phân tích cơ bản chúng ta cần nắm một số cái điểm chính sau ha. Đầu tiên đó là cái thị trường nó có cái xu hướng kể những cái câu chuyện để giải thích cho những cái sự chuyển động của giá. Cái thứ hai đó là thị trường nó có xu hướng tập trung vào một yếu tố, một câu chuyện tại một thời điểm ha, nhưng mà cái điều này cũng có thể là nhanh chóng thay đổi. Thứ ba đó là phân tích cơ bản thì nó xoay quanh cái việc mà chúng ta xác định ra một cái câu chuyện nó đang dẫn dắt thị trường, quan trọng nhất trên thị trường hiện tại, và chúng ta sẽ theo dõi sát cái diễn biến của cái câu chuyện đó để tìm ra phỏng đoán cái hướng đi của giá ha. Và cuối cùng, phân tích cơ bản nó sẽ giúp chúng ta xác định những cái bước ngoặt và xu hướng của giá, từ đó giúp chúng ta có những cái giao dịch tốt hơn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính ha, nói về hai cái kiểu tiếp cận trong phân tích cơ bản. Với cái kiểu thứ nhất đó chính là cái kiểu top down, tức là từ trên xuống, và cái kiểu thứ hai đó là bottom up, từ dưới lên. Đó. Thì đối với cái kiểu top down thì như cái hình minh họa đây ha, thì chúng ta có những cái yếu tố từ lớn đến bé ha, từ vĩ mô đến vi mô đó. Thì nếu như mà chúng ta phân tích cái kiểu top down thì chúng ta sẽ đi từ những cái yếu tố vĩ mô trước ha, những cái yếu tố phổ quát trước, sau đó chúng ta sẽ đi đến những cái yếu tố tiểu tiết vi mô sau đó. Và ngược lại, đối với cái kiểu tiếp cận bottom up, tức là từ dưới lên thì chúng ta sẽ phân tích những cái yếu tố vi mô trước, rồi chúng ta tăng dần cái cấp độ lên ha. Đó. Và về cơ bản chúng ta có hai cái cách tiếp cận như thế này. Đó. Vậy thì bây giờ đi sâu vào từng cái kiểu tiếp cận ha. Đối với cái kiểu tiếp cận top down thì mình cũng lấy ra một cái ví dụ cho chúng ta được rõ ha. Ví dụ như chúng ta giao dịch đồng đô lốt đi ha. Thì đối với cái cách tiếp cận top down thì chúng ta sẽ làm như sau ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem xét cái bối cảnh tăng trưởng toàn cầu nó đang như thế nào đó. Sau đó là tiếp tục là chúng ta hạ cấp xuống, chúng ta xem xét cái nội tại của Úc, tức là bao gồm tăng trưởng và lạm phát của Úc,
thậm chí là thêm một số cái dữ liệu khác, ví dụ như là bán lẻ, chi tiêu vân vân đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương nước này là RBA ha. Và cuối cùng là chúng ta sẽ xem xét những cái sự kiện, những cái nhân tố tác động và chuẩn bị diễn ra đó, thì chúng ta sẽ đón đầu những cái sự kiện đó để chúng ta có những cái giao dịch cho nó phù hợp đó. Thì cái kiểu phân tích top down đối với trader giao dịch đồng AUD thì là như thế này ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái ví dụ về cái kiểu phân tích bottom up, tức là từ dưới lên ha. Thì ở đây là chúng ta có một cái ví dụ về đầu tư cổ phiếu. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm ngược lại, chúng ta sẽ đi từ những cái vi mô đến cái vĩ mô ha. Thì đối với nhà đầu tư cổ phiếu ấy, thì thông thường cái yếu tố vĩ mô đó là họ sẽ xem xét những cái yếu tố nội tại của cái cổ phiếu đó, ví dụ như là doanh thu nè, lợi nhuận nè, rồi ban lãnh đạo vân vân, liên quan đến cái cổ phiếu mà họ muốn đầu tư, họ có ý định đầu tư. Rồi sau đó thì họ sẽ nâng cấp lên, rồi họ xem xét cái chuyển vọng ngành như thế nào đó, rồi họ sẽ xem xét tiếp đến cái chuyển vọng kinh tế nội địa hoặc là của vùng đó. Và cuối cùng là họ sẽ xem xét cái tăng trưởng và bối cảnh kinh tế toàn cầu nó ra làm sao đó, để có một cái nhìn phổ quát hơn đó. Thì đây là hai cái kiểu phân tích top down và bottom up mà mình muốn giới thiệu ha. Vậy thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là đâu mới là cái cách tiếp cận tối ưu của một trader. Thì mình lấy lại cái ví dụ phân tích về cái giao dịch đồng AUD ha, thì có phải là chúng ta bao gồm những cái yếu tố tác động từ vi mô đến vĩ mô ha. Đó thì cho dù là chúng ta có phân tích từ trên xuống đúng không ạ, hoặc là phân tích từ dưới lên, thì một cái cách phân tích đúng đó chính là chúng ta phải đi qua tất cả những cái yếu tố tác động đó ha. Chúng ta không có bỏ sót những cái yếu tố vĩ mô hay là vi mô nào cả ha, mà chúng ta phải xem xét nó hết đó. Thì do đó tức là ở đây là chúng hai cái cách phân tích đó, là chúng ta chỉ có khác nhau về thứ tự thôi ha, chứ chúng ta không có khác nhau về những cái đề mục mà chúng ta cần phân tích. Do đó thì chúng ta có một cái kết luận từ Brent Donnelly, trader chuyên nghiệp. Ông nói là không có đúng sai trong cái cách tiếp cận từ trên xuống hay là từ dưới lên, mà là cái câu hỏi ở đây là nó có phù hợp với cái cách giao dịch và cái thị trường chúng ta giao dịch hay không. Nhìn chung khi mà chúng ta phân tích từ dưới lên hay là từ trên xuống thì chúng ta đều phải đi qua những cái yếu tố từ vi mô đến vĩ mô, và hai cái yếu tố này nó xoay quanh, nó bổ trợ lẫn nhau, và chúng ta không có được bỏ qua cái yếu tố nào cả. Nếu như mà chúng ta bỏ qua vĩ mô á, thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái bức tranh toàn cảnh ha, và chúng ta dễ bị đoán nhầm hướng. Còn nếu mà chúng ta bỏ qua cái vĩ mô á, thì cái cấp độ chiến thuật nó sẽ không được tốt ha, và dẫn đến là cái trade của chúng ta nó sẽ không được như ý. Tóm lại, Brent Donnelly khuyên chúng ta đó là chúng ta phải chuyên môn hóa một thị trường, nhưng mà chúng ta phải hiểu tác động của các biến số khác lên cái thị trường mà chúng ta giao dịch. Rồi cuối cùng thì đến đây mọi người cũng đã biết là chúng ta cái kiểu tiếp cận từ trên xuống hay từ dưới lên ấy, thì nó đều có những cái điểm mạnh điểm yếu của nó ha, và chúng ta không có cái đúng cái sai, mà chúng ta chỉ xem là nó có phù hợp với cái cách phân tích của chúng ta hay không. Thì đây là những cái điểm cần lưu ý ở cuối clip này ha. Đầu tiên thì cái kiểu phân tích kiểu tiếp cận từ trên xuống ấy, thì thường được ưu chuộng hơn ha, sử dụng nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì thông thường á, những cái yếu tố vĩ mô thì nó sẽ có khả năng tác động mạnh hơn tới thị trường, tức là nó có thể phủ định lại những cái yếu tố vi mô. Mình lấy ví dụ lại cái phân tích cái đồng AUD lúc nãy ha. Ví dụ như chúng ta là chúng ta là một trader giao dịch đồng AUD và có cái kỹ năng phân tốt, có cái kỹ năng phân tích cực tốt cái chính sách tiền tệ cũng như là nền kinh tế của Úc đó, và chúng ta giao dịch nó, giao dịch cái đồng AUD này theo cái chính sách tiền tệ của Úc và cái tình hình kinh tế trong nước của Úc. Tuy nhiên chúng ta lại bỏ qua cái yếu tố vĩ mô, tức là chúng ta bỏ qua cái nền kinh tế toàn cầu đó, thì cái phân tích của chúng ta có thể sai. Tại vì sao? Tại vì ví dụ như ở kinh tế của
Úc là tốt đi ha, rồi chính sách tiền tệ cũng có lợi cho AUD. Nhưng mà khi mà chúng ta xem xét những cái yếu tố vĩ mô mà chúng ta lại thấy rằng kinh tế Trung Quốc nó đang giảm tốc, hay là nhập khẩu những cái nguyên liệu thô nó giảm xuống, thì cái phân tích vĩ mô, tức là phân tích chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương Úc cũng như là của kinh tế nước Úc, có thể sẽ không có dẫn dắt được cái đồng AUD, mà thay vào đó nó sẽ chịu tác động tiêu cực từ tình hình kinh tế thế giới. Tóm lại là những cái yếu tố vĩ mô thì nó có khả năng là phủ định những cái yếu tố vĩ mô, cho nên là cái kiểu phân tích từ trên xuống thì nó thường được ưa chuộng ha. Và khi mà phân tích từ trên xuống thì họ sẽ ưu tiên những cái yếu tố vĩ mô. Rồi, đối với những cái trader mà giao dịch tiền tệ thì họ sẽ thường áp dụng cái kiểu từ trên xuống như thế này, như cái ví dụ mà mình vừa đưa ra đối với cái đồng AUD ha. Nếu như mà một trader mà họ đầu tư vào cổ phiếu thì có thể là họ sẽ tập trung vào vĩ mô ha, tại vì họ sẽ tập trung vào trong dài hạn đó. Và cái kiểu như với cái việc mà tập trung vào vĩ mô như này thì họ sẽ phù hợp với cái kiểu phân tích tiếp cận từ dưới lên ha. Rồi, cuối cùng, cho dù là chúng ta áp dụng cái kiểu phân tích là từ trên xuống hay từ dưới lên, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó chính là chúng ta cần phải phân tích đủ các lớp yếu tố. Cái điều quan trọng là chúng ta khi mà chúng ta đi từ dưới lên hay là đi từ trên xuống thì chúng ta sẽ thay đổi cái cấp độ tập trung vào những cái yếu tố phân tích của chúng ta mà thôi. Rồi, cái chủ đề của tuần này nói về cái cách tiếp cận khi mà chúng ta áp dụng cái phân tích cơ bản và giao dịch, thì mình xin được tạm dừng ở đây ha. Nếu như mọi người có thắc mắc thì chúng ta có thể bình luận ở phần bên dưới clip. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần tới.